Chào các bạn, hôm nay Blood 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Shopee Blood giúp tăng follow và like ở trên Shopee miễn phí. Các bạn có thể lên trang shopeeblood.com hoặc là blood24giờ.com để có thể download phần mềm về và cài đặt ở trên máy tính của mình. Sau khi đã cài đặt xong, các bạn vào tab tăng like và follow. Tại đây các bạn thêm shop mà các bạn muốn đi like và follow cho những shop khác ở trên Shopee. Các bạn có thể click vào mục login để thêm tài khoản Shopee của mình. Có hai cách để các bạn có thể thêm tài khoản Shopee. Đầu tiên các bạn có thể nhập user và password của tài khoản Shopee hoặc là đăng nhập bằng cách nhập cookie của tài khoản Facebook đã liên kết với tài khoản Shopee của mình. Bây giờ thì mình sẽ thêm tài khoản của mình bằng cách nhập user và password của tài khoản Shopee. Click đăng nhập. Quá trình đăng nhập này sẽ được thực hiện thông qua một tab Chrome. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng nhập này. Click vào danh sách shop đi like follow thì tài khoản Shopee của mình đã được thêm thành công vào trong danh sách này. Các bạn lựa chọn các shop sẽ đi like và follow các shop khác ở trong danh sách các tài khoản các bạn đã thêm. Nhập link của shop mà các bạn muốn tăng follow và link của sản phẩm mà các bạn muốn tăng like ở trên phần mềm. Ví dụ đây là shop mà mình muốn tăng lượt follow, mình sao chép địa chỉ liên kết của shop này và dán vào mục link shop muốn tăng follow. Đồng thời, dán link của sản phẩm mà mình muốn tăng like ở trên Shopee. Sao chép và dán. Click thêm. Như vậy thì danh sách tài khoản Shopee và danh sách sản phẩm mà mình đã thêm thành công. Shop đi like và follow có nghĩa là shop sẽ đi like và follow các shop khác ở trên tài khoản Shopee. Shop nhận follow là shop mà các bạn muốn tăng follow. Sản phẩm nhận like là sản phẩm sẽ nhận tất cả các lượt like được trả về từ các shop khác. Like đã nhận và follow đã nhận là số lượt like và follow mà các bạn nhận từ các shop khác. Điểm like và điểm follow là số điểm like và điểm follow mà các bạn đã đi like và follow cho các shop khác. Tương tự, các bạn có thể sử dụng các tài khoản phụ để đi like hay là follow các shop khác và họ sẽ trả về lượt like và lượt follow cho tài khoản chính mà các bạn đang bán hàng. Thêm thành công. Với việc sử dụng phần mềm Shopee Blood để đi tăng like và follow miễn phí cho tài khoản Shopee của mình, các bạn có thể tăng hàng trăm lượt follow và hàng nghìn lượt like cho sản phẩm mà bạn muốn ở trên Shopee. Khi mà shop của bạn có lượt follow cao và sản phẩm của bạn có lượt like lớn, thì khả năng hiển thị và vị trí hiển thị của bạn ở trên trang tìm kiếm của Shopee sẽ cao hơn rất là nhiều so với các đối thủ cạnh tranh của mình.